Nằm xuống thư giãn trong tư thế Savasana, chân tách rộng, tay tách rộng, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thư giãn. Từ từ đưa ý thức quay trở lại cơ thể, khẽ nhúc nhích ngón tay, ngón chân, xoay nhẹ nhàng cổ tay, cổ chân, nghiêng đầu sang phải, nghiêng đầu sang trái, đưa đầu về giữa, hai chân khép sát, tay đan vào nhau, vươn cao qua đầu, hít sâu kéo căng, thở, hạ tay xuống, từ từ nghiêng người sang một bên, chống tay nâng người dậy. Bài tập hít thở tống hơi Kapalabhati, ngồi thẳng lưng. Hít vào bụng phình lên, thở ra bụng xẹp xuống. Chúng ta vào vòng đầu tiên. Hít vào bụng phình, bắt đầu. Up, 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 up. Từ từ thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Và hít vào 2/3 phổi. Nín thở. Tập trung vào điểm chính giữa hai chân mày. Chúng ta sẽ nín hơi trong vòng 30 giây. Nhẹ nhàng thở ra. Hít vào. Thở ra. Và hít vào sang vòng thứ hai. Bắt đầu. Up, 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 up,
up, up, to. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào, ngồi thẳng lưng trở lại. Thở ra. Và hít vào 2/3 phổi. Nín thở. Tập trung vào điểm chính giữa hai chân mày. Phổi thư giãn, vai thả lỏng. Chúng ta nín hơi trong vòng 45 giây. Bất cứ khi nào khó chịu, chúng ta có thể trở về hít thở bình thường. Nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta chuyển sang bài tập hít thở luân phiên hai mũi Anuloma Viloma. Có thể duỗi dài chân về trước, thư giãn chân. Và trở lại ngồi trong tư thế xếp bằng. Tay trái Chimura, tay phải Vishnumura. Ngón cái tay phải chặn lên cánh mũi phải. Hít mũi trái 1, 2, 3, 4. Đóng. Thở phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít 1, 2, 3, 4. Đóng. Thở trái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít 1, 2, 3, 4. Đóng. Thở phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít 1, 2, 3, 4. Đóng. Thở trái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít 1, 2, 3, 4. Đóng. Thở phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít 1, 2, 3, 4. Đóng. Thở trái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít 1, 2, 3, 4. Đóng. Thở phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít 1, 2, 3, 4. Đóng. Thở trái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít 1, 2, 3, 4. Đóng. Vòng cuối cùng. Thở phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít 1, 2, 3, 4. Đóng. Lần nín thở cuối cùng. Thở trái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ từ hạ tay phải, thả lỏng vai phải.
và chúng ta duỗi dài chân về trước, thư giãn Savasana. Hai chân khép sát, tay đan vào nhau, vươn cao qua đầu, hít sâu kéo căng. Thở ra, hạ tay xuống, co chân ôm gối, lăn mình trái phải. Xoay người về giữa, tay đan dưới gối, bật trước sau, hít bật lên, thở lăn ra sau. Và hít vào bật dậy, bài tập chào mặt trời, đứng lên đầu thảm, hít vào thật sâu, thở ra tay chóc, hít vào vươn tay lên cao đẩy hông, thở ra cúi gập người, hít vào chân phải ra sau, nín thở trái sau, thở ra gối ngực trán, hít vào trườn người lên, thở ra chữ V ngược. Hít vào chân phải, thở ra chân trái. Hít vào vươn lên, thở ra hạ tay. Hít vào thật sâu, thở ra tay chóc. Hít vào, thở ra. Hít trái, nín thở, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít trái, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít phải, nín thở, thở ra, hít vào, thở ra, hít phải. Thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít trái, nín thở, thở ra, hít vào, thở ra, hít trái, thở ra. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít phải, nín thở, thở ra, hít vào, thở ra, hít phải, thở ra. Và hít vào vươn tay lên cao. Thở ra, hạ tay xuống, chân tách rộng, tay tách rộng. Hít thở sâu và chậm. Và trở về thảm, thư giãn trong tư thế Savasana. Nghiêng đầu sang phải, nghiêng đầu sang trái, đưa đầu về giữa, thư giãn. Chân khép sát, tay đan vào nhau, vươn cao qua đầu, hít sâu kéo căng. Thở, hạ tay xuống, vào tư thế đứng trên vai, Savangasana. Hai tay xuôi theo thân,
Hít vào, nâng chân lên, tay hỗ trợ đẩy hông lên. Tập trung vào điểm chính giữa cổ họng. Thư giãn chân, tha lỏng gương mặt. Tư thế cây cầu Setu Padasana. Co gập gối, hạ dần từng chân ra sau lưng. Hông nhấc cao, xương chậu mở. Hít thở thật sâu với bụng phình và bụng xẹp. Thoát thế, từ từ hạ dần từng đốt sống lưng xuống sàn. Tư thế con cá Matsyasana, duỗi dài chân, lăn mình sang trái phải, giấu hai tay dưới thân người. Hít vào, ghì khuỷu tay xuống sàn, nâng cao người, thở chống đỉnh đầu. Tập trung vào điểm chính giữa lồng ngực. Hít thật sâu, thở thật chậm. Thoát thế, hít vào, ghì khuỷu tay nâng cao ngực, thở ra hạ người, hai tay đan vào nhau đặt ra sau đầu. Hít vào, nâng đầu lên nhìn mũi chân, thở ra hạ xuống, tách rộng tay chân, thư giãn Savasana. Nghiêng đầu sang hai bên, thư giãn vai cổ, đưa đầu về giữa, thư giãn. Hai chân khép sát, tay đan vào nhau, vươn cao qua đầu, hít sâu kéo căng. Thở, hạ tay xuống, từ từ nghiêng người sang một bên chống tay, nâng người dậy. Tư thế ngồi gập người về trước, Paschimottanasana. Hai chân duỗi dài. Hít vào, vươn tay lên cao. Thở ra, gập người từ hông. Khi giữ thế, hít thật sâu, thở thật chậm. Thoát thế, hít vào, vươn dài tay về trước, nâng cao người. Thở ra, hạ tay xuống, tay chống phía sau. Hít vào, nâng hông lên, trả thế. Thở ra, hạ hông xuống, xoay người về thư giãn nằm sấp Makasana. Hai tay đặt lên nhau làm gối, nghiêng đầu sang một bên. Tư thế cây cung Dharunasana.
chán trên sàn, co gập gối, tay bắt cổ chân, hít vào trượt trán, mũi cằm nâng lên, kéo tay nâng chân lên, hít thật sâu, thở thật chậm. Hít vào nâng cao và thở ra hạ xuống, chống hai tay dưới vai, đẩy người về thư giãn trong tư thế em bé. Hít vào, đưa cằm về ngực, từ từ cuộn người ngồi dậy. Ngồi sang bên phải, chân trái vắt qua đầu gối chân phải, tư thế ngồi vặn mình một nửa, Adamasyendrasana. Tay trái chống phía sau. Hít vào, vươn tay phải lên cao, thở ra vặn mình, mắt nhìn qua vai trái. Hít vào, xoay người về giữa, vươn tay phải lên cao, thở ra hạ tay xuống, đổi bên, tay phải chống phía sau. Hít vào, vươn tay trái, thở ra vặn mình, mắt nhìn vai phải. Thế, hít vào, xoay người về giữa, vươn tay chân lên cao, thở ra hạ tay phải. Trả thế, co chân ôm gối, hít vào kéo căng cột sống, thở ra trùng người. Và hít vào, nâng đầu dậy, chúng ta trở về thảm, thư giãn cuối cùng. Hít vào, nâng hai chân, xòe ngón chân căng, thở, rớt. Hít vào, nâng hông đẩy cao hông, thở, rớt. Nhấn sâu thắt lưng xuống sàn, căng, thả lỏng. Hít vào, nâng ngực đẩy cao ngực, thở. Hít vào, nâng tay, nắm chặt tay, rút vai, xệ vai, xòe tay, căng, thở. Nhấn cằm về ngực, thả lỏng. Nghiêng đầu sang phải, dán tai. Nghiêng sang trái, dán tai. Đưa đầu về giữa, trụ cơ mặt về mũi, nhăn, thả lỏng. Há miệng mở mắt, trợn mắt, thè lưỡi, kéo căng, thả lỏng. Điều chỉnh tư thế lần cuối trước khi bước vào thư giãn sâu. Tự lặp lại trong đầu mình. Tôi đang thư giãn các ngón chân, bàn chân, gót chân, cổ chân. Thư giãn bắp chân, đầu gối và đùi tôi. Toàn bộ hai chân của tôi đã hoàn toàn thư giãn. Tôi đang thư giãn hông, bụng, ngực, thắt lưng, lưng giữa và lưng trên của tôi. Hông, bụng, ngực, thắt lưng, lưng giữa và lưng trên của tôi hoàn toàn thư giãn. Tôi thư giãn các ngón tay, bàn tay, cánh tay. Thư giãn vai, cổ và đầu của tôi. Toàn bộ hai tay,
vai, đầu, cổ và gương mặt của tôi đã hoàn toàn thư giãn. Tôi thư giãn tâm trí tôi. Tâm trí tôi giờ đây hoàn toàn thư giãn. Tôi chìm sâu vào bên trong tôi. Tôi đến gần hơn với sự bình an và phúc lạc bên trong. Tôi thư giãn và thư giãn. Từ từ đưa ý thức quay trở lại cơ thể. Khẽ nhúc nhích ngón tay, ngón chân. Xoay nhẹ nhàng cổ tay, cổ chân. Nghiêng đầu sang phải, nghiêng đầu sang trái. Đưa đầu về giữa. Chân khép sát, tay đan vào nhau, vươn cao qua đầu, hít sâu kéo căng. Thở hạ tay xuống. Từ từ nghiêng người sang bên phải. Khi cơ thể cảm nhận sẵn sàng, chống tay, nâng người dậy. Chúng ta trở về ngồi trong tư thế xếp bằng, cùng nhau niệm ôm 3 lần để kết thúc lớp học. Hít vào thật sâu. Asato ma sadgamaya tamaso ma yodhigamaya mritu ma mritadgamaya Om shanti shanti shanti. Hai tay khép lại. Om Bolo Sakuru Sivananda Maharajiki Jai. Bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharajiki Jai. Hari Om Tassat.